mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Mình là Chi đây. Đang đứng ở ngoài nắng ấy, nên là nó hơi chói một chút. Thì bây giờ là 1 giờ 20 phút là giờ kiểu giống như là khách cũng lai rai không có nhiều. Nên là Chi cũng tranh thủ cái khoảng thời gian này để mình quay một cái đoạn video nhỏ. Thì ở cái cửa hàng sầu riêng của anh Phương Dừa á, thì mình sẽ được một tiếng nghỉ trưa. Thì mình sẽ dành một tiếng nghỉ trưa đó mình quay những cái đoạn video như thế này, mình tận dụng thời gian đó. Thì anh vô đây đi. Thì sáng giờ bán cũng gần hết rồi mọi người. Cũng còn ít sầu riêng đi 6 rồi mà. Nhãn thì hôm nay cũng hết luôn rồi. Còn cam với bưởi. Nhưng mà đặc biệt là chiều hôm nay sẽ có một cái xe tải chở vài tấn sầu riêng chuồng bò lên đây. Thì ở cửa hàng á, đang có một cái trái sầu riêng mà hôm bữa mấy anh chị có xuống dưới vườn xem vườn sầu riêng chuồng bò, mua thử ăn thử để xem thử nó có bán được hay không á. Thì bây giờ Nhi sẽ mời mọi người cùng mình vào vui và ăn thử cái sầu riêng đó như thế nào nha. Lần đầu tiên mình nghe đến sầu riêng chuồng bò luôn á. Ở cửa hàng này là lần trước á, đầu tiên là mình có bán riêng sấu nè, mình bán sầu riêng Thái hay là gọi là mộng khô á, rồi sầu riêng bí rọ. Bí rọ thì ăn mình ăn không được, tại vì nó nhão và nó nhẫn nhẫn á, mình ăn không được, mình cứ ăn riêng sấu thôi. Giờ khách cũng lai rai không có nhiều. Đây là mấy cái hộp sầu riêng á. Tụi mình tranh thủ giờ lúc mà nghỉ giảm bán khách đó mình khui sẵn để bán. Bán cơm là 350 một ký. Cơm của nó nè, nó không có vàng như là riêng sấu, nó màu sữa, màu vàng sữa. Mà cái này nó đã chín rồi nhưng mà nó không có giống như riêng sấu những trái mà chín á, mình nảy lít là nó sẽ bung, tự bung. Còn cái trái này nó có vẻ nó cứng. Thank you.
mình định làm cái kiểu làm biến tách bột muối ra nhưng mà tách bột muối không được, tách nguyên trái lắm. Sầu riêng mình phải cẩn thận. À, ở đây mình có máy khu sầu riêng nhưng mà tại vì trái này mình đã bị nứt rồi cho nên là mình không có sử dụng máy nữa, sử dụng tay. Cơm của nó trắng ngắt nè, mà ở giữa nó có cái này, không biết là do trái này nó có hay là trái nào nó cũng có, mà khui nó cực kỳ khó khăn luôn. Để mình cho mọi người xem so sánh giữa cái màu của cái chùm mò với lại cái màu của trái ri sáu như thế nào. Trái ngày ăn đi một hai ngày. Cái nhìn là biết rồi. Mình sẽ ăn cái nào mình ăn thử. Bây giờ mình ăn phải kép bữa ăn ra. Nó không có thơm nhiều. Nó không có thơm nhiều nhưng mà nó vẫn ngọt. Nhưng mà nó có vị béo. Nó không phải mùi sữa bò á mọi người. Giống như kiểu mọi người ăn cái viên kẹo sữa bò nhưng mà đây nó không phải. Thấy cũng so với ri sáu thì nó cũng 1 9 1 10 á. Lát nữa mình để trái này, tí nữa mình mời mọi người thử. Bây giờ có khách vô rồi, bây giờ mình phải tranh thủ tiếp khách. Cái này gác lại, tí nữa mình sẽ mời mọi người thử. Thì có thể là chiều nay sầu riêng chuồng bò nó sẽ đến cửa nhập cửa hàng mình. Bắt đầu chiều nay hoặc là sáng mai là cửa hàng sẽ có thêm sầu riêng chùm mò. Thì giá cả thì có thể là anh Phương để cập nhật trên kênh của anh Phương hoặc là niêm yết tại cửa hàng, mọi người có thể ghé qua để xem. Thì giờ mình phải tranh thủ đi tiếp khách, khách vào hơi đông rồi đó. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mà yêu thích mình á thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người, bye bye.